Mẫu bản vẽ.vn ơi, có cái mẫu bản vẽ nào nhà khung thép 2,5 tầng nhà phố không? Vừa kinh doanh vừa kết hợp ở, càng tốt để cho tôi tham khảo. Vâng, xin chào anh Quang nha. Hôm nay mẫu bản vẽ.vn muốn giới thiệu với các bác một mẫu nhà phố 2,5 tầng do mẫu bản vẽ.vn thiết kế cho anh Phúc ở khu vực Kim Bảng, Hà Nam. Thì đây là một mẫu nhà phố vừa kết hợp ở, vừa kết hợp kinh doanh để các bác tham khảo. Kích thước công trình thì chiều ngang là 6 mét rưỡi và chiều sâu là 14 mét các bác nhá. Tầng 1 thì là một không gian rộng rãi với 65 mét vuông và một khu vực phòng ngủ 11 mét vuông, khu vực vệ sinh chung và một khu vực sân ướt ở phía đằng sau. Tầng 2 thì bố trí là 3 phòng ngủ, một khu vực phòng khách, một khu vực bếp cộng ăn, một khu vực vệ sinh chung và một khu vực ban công, rất là rộng rãi, đầy đủ các cái công năng để toàn bộ gia đình có thể ngủ nghỉ ở không gian tầng 2 còn kinh doanh ở dưới tầng 1. Trên không gian tầng 3 thì gồm một khu vực phòng thờ, sân chơi ở phía trước và sân phơi ở phía đằng sau. Đó, một cái công trình với giá chỉ dao động khoảng tỷ 3 đến tỷ rưỡi, 2,5 tầng, vượt nhịp 6 mét rưỡi và chiều sâu 14 mét để các bác tham khảo. Nếu các bác cần mua lại bộ bản vẽ này dưới dạng bản cứng và bản PDF với giá chỉ 6 triệu đồng thôi thì liên hệ ngay mẫu bản vẽ.vn theo số điện thoại bên dưới nhé. Hoặc các bác cần thiết kế mới thì cũng liên hệ luôn bên em để bên em có thể thiết kế cho các bác một công trình đẹp giống như công trình của anh Phúc ở đây nhé. Sau đây xin mời các bác cùng ngắm lại một lần nữa về công trình này cùng với mẫu bản vẽ.vn. Nhìn bao phố phường, ngôi nhà bằng cao thế, khung thép chắc chắn, giấc mơ anh bao niềm. Vừa kinh doanh, vừa sống trong yêu thương, anh Phúc tự hào ngôi nhà đẹp kiên cường. Nhà khung thép bền vững chắc theo thời gian, anh Phúc hạnh phúc với tổ ấm giàu sang. Kết hợp hài hòa vừa sống vừa kinh doanh, ngôi nhà hiện đại là nơi bao niềm vui lắm.